Chào tất cả anh em, mình giới thiệu đến anh em chiếc bật lửa Nhật chất Sadi, hàng của Nhật, khảm men giả đá rất là đẹp, đờ mi vàng này, cái dàn buồng đốt nó mạ vàng rất là sáng bóng, tình trạng là rất là đẹp, trên 95%. Cái dòng này xài thì rất là bền mà dễ thay nữa, bình nó là bình đồng nữa. Buồng đốt sáng đẹp, cái này xài hàng ngày thì ok lắm, rất là nhảy lửa mà xài cực kỳ bền. Mình đang xài con mấy năm rồi, rất là nhảy lửa. Nói chung là mồi thuốc hàng ngày thì xài con này rất là ok, bền lắm. Hình ảnh chi tiết và giá bán mình để trong phần mô tả nha, anh em bấm vào đó xem dùm. Rồi mình kết thúc video tại đây, chào tạm biệt anh em.